Hello mọi người. These have all been washed, I take it? No? Now this looks like a grape. In Thailand, they produce ice cream out of this, a sort of a really good sorbet. So I know it's gonna be sour. Odd. Cũng được, nó hơi chát. It's all seed. It's all seed and skin. Câu hỏi thứ hai. Nó vẫn về, không có câu hỏi thứ ba. I'm most familiar with this fruit. It has a layer of very soft texture that reminds you of a carpet, maybe. Không có mùi. Once you break it open. Oh, now it's like a powder. Nhìn nó không được juicy lắm, trong đó nó khá là khô cằn. Subtly sweet. Cũng chua, cũng chát luôn. Cái texture cũng giống texture lá ẩm ẩm sau trời mưa. The powder kind of dissolves. Tan trong miệng. Cái này là tầm bóp. The Peruvian ground cherry. Some people also call it Chinese lantern. Cũng giống nồng đèn thôi. Ai ra đường lụm lá khô xong bọc với trái cà chua đi. Never let them know your next move. Rất là thơm. Yeah, a slightly sweet tomato. Fuck yeah with that. Nó kiểu la giữa cherry với cà chua. Cái này có chua nhưng mà nó có nhiều nước nên juicy hơn. Ngọt, bùi mình, juicy. If we were rating these, that would be number one. Trái trứng cá, trái cây tuổi thơ. Tiny red fruit looks like a berry. Ngày xưa ở nhà cậu của mình có một cái bãi đất trống, xong rồi có một cái trứng cá. Thế là mấy đứa nhỏ hay ra ngoài đó hái trứng cá thì ăn. So good. Oh, that's a wonderful fruit. I think this is my favorite. I know already. I've never tasted anything quite like that before. Don't love the aftertaste though. Không bị chân châu quá. Ngọt, rất là ngọt. Có thể cân nhắc bỏ vào làm cái ly trà sữa. Cái cuối cùng là nó trắng. Để có phần sâu trong đây nhé nhé. Làm sao? Caramel từ sâu. Does it smell like anything? That's really hard to describe. Sốt. Chắc. Good, fibrous, tastes healthy. Phải mang. Trông nó giống đậu nhưng mà ăn nó không giống đậu lắm. I don't hate it. Maybe it will be sweeter if it's ripe. Ăn miếng cơm dừa nhưng mà ngọt. Hết rồi. Mắc gì nữa con sâu ăn.